Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Đoàn do ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy dẫn đầu đến đặt tràng hoa thắp hương tại đài liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và tri ân với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc. Thắp hương cho từng phần mộ liệt sĩ, các đại biểu đã tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ ngã xuống đổi lấy tự do độc lập ngày hôm nay. Phát huy truyền thống của cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang nguyện tiếp bước chung sức đồng lòng, đem hết tâm huyết, trí tuệ để cống hiến và phục vụ nhân dân, tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cho cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên trên khó khăn, mất mát, hòa nhập với cuộc sống, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.